Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipca. Nếu như muốn nói tới một hãng xe mà có cái tốc độ tăng trưởng vượt bậc trên toàn cầu trong khoảng chục năm qua thì đó phải là Kia. Mà một trong những yếu tố làm nên cái điều đó thì chúng tôi đánh giá rằng đó chính là thiết kế cả về nội thất và ngoại thất. Và đứng cạnh chúng tôi hôm nay đó là một chiếc xe mà có thiết kế cực kỳ bắt mắt, Kia K3 2021. Đây chỉ là một phiên bản cải tiến nhưng mà sự thay đổi của Kia K3 2021 phải nói là quá ngoạn mục. Và tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay để video được đầy đủ với nhiều màu sắc hơn, chúng tôi xin được giới thiệu bạn Nguyễn Hải Anh là chủ nhân của chiếc xe này. Và bạn Hải Anh đến từ Hà Nội. Chào quý vị khán thính giả đang xem kênh YouTube của Tipca TV. Mình là Hải Anh, 28 tuổi và hiện tại mình đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội. Thì qua quá trình tìm hiểu xe cũng như trải nghiệm xe, mình thấy cũng có khá nhiều điều thú vị. Nên cũng qua video này mình cũng muốn chia sẻ với các vị khán thính giả. Rồi, rất cảm ơn Hải Anh đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Hải Anh là các cụ ta ngày xưa đúc kết rằng con trai thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tai. Vậy thì lần mua xe này, bạn đã sử dụng những cái giác quan nào để lựa chọn Kia K3? Thực sự các cụ nhà mình nói cũng không có sai anh ạ. Thì điều đầu tiên làm cho em ấn tượng nhất là cái ngoại hình của cái chiếc xe và cái thiết kế mũi hổ hoàn toàn mới. Nó liền với cả cái đèn dẫn đến là nhìn tổng thể cái chiếc xe nó cũng khá là liền lạc. Kia K3 thì có nhiều phiên bản, mức giá khác nhau. Vậy thì tại sao bạn lại chọn bản Luxury, tức là cái bản thấp nhất trang bị hộp số tự động? Cái điểm mấu chốt sự khác nhau giữa hai phiên bản là về màu nội thất. Thì cái phiên bản cao nhất là màu nội thất là màu đỏ đen, trong khi đó phiên bản Luxury là màu nội thất là màu be. Thì em thấy là cái màu be này nó phù hợp với cả cái phong cách của mình hơn. Nó lịch lãm và nó cũng khá là nhã nhặn so với cả cái màu đỏ đen của bản Premium. Và cái bên cạnh đó thì có những cái trang thiết bị của hãng ở cái phiên bản Premium mà thực sự là em thấy nó cũng không cần thiết đối với bản thân mình. Do đó là đối với cả cái số tiền chênh lệch đấy thì em có thể sử dụng để em nâng cấp với những cái trang bị mà em cảm thấy nó thực sự cần thiết và tối ưu với cả cái việc sử dụng xe của mình hơn. Nghe có vẻ cũng hợp lý quá. Cụ thể là bạn đã thay đổi hay là lắp thêm những gì vậy? Thực ra thì em lái cũng mới. Sau đó rằng là em có lắp thêm một cái camera 360 để qua đó thì cái việc đỗ xe của mình nó được thuận tiện. Và bên cạnh đó thì em cũng lắp thêm một cái cảm biến áp suất lốp để mà qua đó là thỉnh thoảng khi mình đi xa thì được an tâm hơn. Và cái quan trọng không kém rằng là em cũng có lắp thêm được cái đèn đèn LED, cái đèn xe nguyên bản, đèn halogen. Thì khi mà em lắp thêm một cái đèn LED và ánh sáng trắng thì nó cũng giúp em thuận tiện hơn mà khi mà di chuyển trong ban đêm. Vâng, chia sẻ của chủ nhân của chiếc xe này cũng rất có lý. Hy vọng là nhiều quý vị có thể tham khảo lựa chọn này. Trong phần đầu của video thì bạn có nói là chọn chiếc xe này vì thấy nó đẹp, bắt mắt. Vậy thì bạn đánh giá thế nào về thiết kế của K3? Những cái chi tiết nào bạn thấy ấn tượng? Cái thiết kế tổng thể của cái chiếc xe thì cái điểm mà làm cho em ấn tượng nhất chắc chắn là cái mũi hổ của xe. Thì so với cả cái phiên bản trước thì cái mũi hổ này nó thiết kế nó cũng khá lành lạc, bằng vì là nó kết nối giữa hai cái đèn với nhau tạo thành một cái chữ X thì nhìn nó rất là khá là khỏe khoắn đó. Và bên cạnh đó thì cái viền mạ này thì em cũng không biết là chất liệu là gì, nhưng mà nó cũng làm cho cái chiếc xe kết hợp với cả cái màu đen của xe thì nó cũng làm cho cái xe của em cũng khá lịch lãm. Và bên cạnh đó thì cái logo mới của Kia thiết kế nó cũng khá đẹp mắt, thì nhìn cái xe của em nhìn nó cũng khá là sang. Nhìn kích thước tổng thể của xe thì xe nó cũng khá là vừa vặn, cũng không quá nỗi là quá nhỏ và cũng không gọi là quá lớn, nhìn nó cũng khá là vừa tầm. Đặc biệt rằng là em rất thích là cái chi tiết là cái viền xe đây cũng được mạ, nhìn cũng khá là sang. Và bên cạnh đó thì cái la răng của xe năm nay thì cũng là cái la răng mới đa chấu, đi trên đường em thấy nó cũng khá là khỏe khoắn. Có một cái điểm mà em chưa ưng một chút xíu thôi, nó là về cái đèn gầm của xe. Thì như mọi người cũng biết được là cái đèn gầm của xe thì của phiên bản Cerato năm ngoái thì nó sẽ có một cái hốc dạng tròn ở phía dưới đó. Thì cái hốc dạng tròn đấy thì em có thể là em nâng cấp cái đèn bi gầm đấy thành một cái đèn mà nó sáng hơn. Tuy nhiên rằng là ở phiên bản mới này thì cái hốc bi gầm này nó không còn nữa, và thay vào đó là một cái đèn nhỏ nhỏ ở đây. Thì em đánh giá là cái đèn nhỏ nhỏ này thì nó mặc dù cũng là đèn LED nhưng mà em thấy là nó cũng không được sáng. Mà nếu mà em có muốn nâng cấp thì thực sự là cũng chưa biết thế nào để nâng cấp được cả. Thiết kế của phần đuôi xe thì cũng đã có một số những cái thay đổi nhẹ so với bản trước đó. Và bạn đánh giá sao về thiết kế của phần đuôi xe này? Thực sự những cái gì mà nó đã đẹp rồi thì cũng không cần thiết là phải thay đổi. Và trường hợp này thì cũng vậy. Trên quan điểm cá nhân em đánh giá được cái phần đuôi xe nó cũng khá hài hòa.
Tuy nhiên rằng là có những cái một vài các cái điểm hạn chế tồn tại ở phiên bản cũ mà phiên bản này thì nó vẫn chưa xử lý được. Ví dụ như là cái mà tiêu biểu nhất là cái đèn xi nhan của xe ở phía dưới. Em thấy rằng là nếu mà để đèn xi nhan ở phía dưới này thì có thể rằng là nhiều khi không đủ để làm cho người phía sau chú ý. Và bên cạnh đó thì nếu mà có va quệt gì ở cái phần hậu này thì dẫn đến là việc mình phải thay cả cái đèn xi nhan với chi phí cao, nó cũng khá là đáng tiếc. Ok, hợp lý. Và cái quan trọng nữa thì cái này cũng là một cái nó cũng cá nhân thôi, là cái đèn nối dài giữa hai cái đèn xe nó không có tác dụng gì cả, nó cũng không sáng, nó cũng chỉ là cái đèn phản quang. Cái đèn này nó có thể nó sáng lên, nó hỗ trợ mình trong cái việc lúc mà mình phanh xe chẳng hạn, thì thực sự rằng là nó sẽ đẹp hơn và đồng ý rất nhiều. Đồng ý với Hải Anh, đây là một cái chi tiết rất hợp lý. Nếu như cái này nó là một cái chi tiết mà để gọi là hỗ trợ đèn phanh thì nó sẽ rất hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sâu hơn một chút về những cái trang bị ngoại thất của xe. Đầu tiên đó là đèn chiếu sáng, thì bạn chia sẻ là đèn halogen đã thay bằng bóng LED. Tiếp đó là toàn bộ các đèn khác, ví dụ như là đèn chiếu sáng ban ngày, đèn hậu đều là đèn LED. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sấy điện và tích hợp đèn báo rẽ. Như vậy là trang bị cũng ở mức căn bản thôi đúng không? Cái quan trọng không kém rằng là nếu mà thực sự là chiếc xe này mà được trang bị thêm cái cảm biến trước thì nó cũng sẽ giúp cho em di chuyển trong phố nó cũng được tự tin hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá nội thất xe. Cái màn hình nguyên bản là bạn đã thay rồi đúng không? Đó là cái màn hình 8 inch, cũng là cái kích cỡ mà cũng ở mức độ vừa phải trên thị trường. Thế thì tại sao, điều gì đã khiến cho bạn thay luôn cái màn hình ngay khi vừa nhận xe? Quý vị khán thính giả cũng biết thì trên thị trường thì nó cũng có rất nhiều các cái sản phẩm Cam 360, thì một trong đó là có cái sản phẩm màn Android liền Cam 360 của hãng OLED, thì qua đó thì mình có thể tương tác trực tiếp cái Cam 360 của mình ngay trên màn hình. Mình chỉ cần bấm và chạm và mình có thể thay đổi được cái hướng của cái camera mà mình muốn xem. Thì so sánh với cả cái sản phẩm camera 360 truyền thống như em tìm hiểu ấy, thì để làm được điều này thì mình sẽ phải cần một cái remote rời, thì nó khá là bất tiện. Có nghĩa là cái màn hình cũ là không đáp ứng được cái yêu cầu của bạn đúng không? Chính xác. Cái màn hình này ngoài cái camera 360 ra thì nó còn có những cái điểm mạnh gì khác nữa không? Ngoài cái chức năng chính mà em hay sử dụng là cái camera 360 thì tích hợp trong cái phần camera 360 này thì nó cũng có cái chức năng thu video, thu cái hành trình của mình, để mà qua đó thì mình khi mà mình có gặp vấn đề trên đường thì mình hoàn toàn là mình có thể xem lại cái dữ liệu hành trình đấy. Và bên cạnh đó thì nó cũng có các cái chế độ về rảnh tay, ví dụ như là ra lệnh giọng nói thì mình có thể sử dụng giọng nói của mình để mình hỏi luôn Google, hay là mở nhạc online mà mình không cần phải thao tác nhiều trên màn hình, thì qua đó là khi mình di chuyển mình cũng cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Cái chức năng Apple CarPlay hay là Android Auto thì trên cái màn hình này nó hoạt động như thế nào? Có tiện không? Cái chức năng đấy thì bình thường em cũng hay sử dụng. Em họp trên các phần mềm ví dụ như là Microsoft Teams chẳng hạn. Khi mình dùng Apple CarPlay thì rất là thuận tiện. Mình có thể họp ngay khi mình vừa lái xe. Đó. Và cái quan trọng không kém rằng là cái chức năng Apple CarPlay này nó không dây. Tức là hoàn toàn rằng là mình không cần phải sử dụng dây nhợ gì, và mình hoàn toàn là mình có thể kết nối ngay với Apple CarPlay khi mà mình mới lên xe. Quá hợp lý, như vậy là một cái sự thay thế cũng rất đáng cân nhắc. Ở bên cạnh đó thì một cái chức năng mà em thấy nó cũng rất hữu ích không kém là sử dụng bản đồ Việt Map để mà cảnh báo tốc độ. Thì trường hợp ví dụ vừa rồi em cái đi cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc, thì có cái đoạn mà gần cuối thì vận tốc yêu cầu chỉ được 60 thôi, thay vì là 80 hay 100, thì cái bản đồ này nó cũng cảnh báo em rằng là ok, là đến cái đoạn là ông phải giảm tốc độ rồi. Đấy, thì nó là một cái chức năng mà em thấy nó khá hữu ích, đặc biệt là khi mà em di chuyển ngoại thành. Từ xưa đến nay, hãng Kia luôn có cái truyền thống là rất hào phóng trang bị cho người lái, rất dồi dào. Thì bạn đánh giá thế nào về trang bị tiện nghi nội thất của chiếc xe này, và nó có làm cho bạn cảm thấy thỏa mãn hay không? Điều đầu tiên muốn nói là nhất là cái vô lăng. Thì mặc dù rằng là chiếc xe này là một cái chiếc xe phổ thông và là cũng ở cái phiên bản là tầm trung, là phiên bản giữa luxury đấy. Tuy nhiên rằng là như mọi người cũng thấy rằng là cái vô lăng này nó cũng không thiếu một cái phím bấm gì cả. Đầy đủ tất cả các chức năng, kể cả từ cruise control lẫn đàm thoại rảnh tay.
Bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy rằng là xe nó cũng có cửa sổ trời, một cái tiện nghi nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà tuy nhiên rằng là nhiều lúc thì đi vào buổi tối thì nó cũng khá là thú vị. Đặc biệt là khi mà mình đưa bạn gái đi chơi. Một cái là nó cũng quan trọng không kém ở đây rằng là ở phiên bản này thì Kia cũng cho cái chức năng để nổ từ xa. Thì em thấy nó khá hữu dụng trong thời tiết mà nó nóng ấy. Thì trước khi mà mình vào xe thì xe nó đã được khởi động và nó được làm mát sẵn rồi. Đấy, thì điều hòa thì là cũng điều chỉnh tự động. Hai vùng độc lập đấy chứ. Hai vùng độc lập. Không có gì để chê cả. Ghế ngồi thì thực sự là cái da này thì cũng là da mềm. Và ghế ngồi cũng khá là ôm, thoải mái. Ghế điện điều chỉnh được 10 hướng, lên xuống. Bạn đánh giá thế nào về hệ thống âm thanh của chiếc xe này? Hệ thống âm thanh cũng chỉ ở mức tạm ổn thôi. Không thể gọi là mức hay. Thì nếu mà những bạn trẻ mà muốn nghe nhạc hay, đặc biệt là nhạc những cái nhạc trẻ, sôi động, nhiều bass thì có chắc là phải lộ thêm. Việc trang bị thêm cái màn hình này có làm cho hệ thống âm thanh nguyên bản hay hơn không? Cũng có chứ anh, bởi vì rằng là đối với cái màn hình này thì mình có thể lựa chọn các cái điều chỉnh âm riêng biệt. Mình có thể tăng bass hoặc là giảm bass, tăng chép, giảm chép gì đấy. Thì hoàn toàn rằng là cái nhạc của mình thì nó cũng nghe cũng hay hơn nhờ cái bộ chỉnh âm này. Ok. Phía dưới đây là có đựng hộc để đồ, cũng có hẳn riêng hẳn một cái ngăn mà chứa để điện thoại. Và có hai cổng để mà mình có thể cắm sạc USB, sạc điện thoại và cắm USB. Và mình cũng có một cái hộp cái cổng 12V tẩu thuốc, thì mình có thể sử dụng laptop ngay trên này cũng được. Bên tay phải của em thì cũng có một hộp chứa đồ cũng gọi là ở mức vừa, để tay thì cũng khá là vừa vặn. Chất liệu nội thất của chiếc xe này thì em đánh giá ở mức là vừa vặn đối với cả tầm giá. Táp lô cũng là chất liệu nhựa nhưng mà mềm. Mềm. Và em cũng xem nhiều các cái video review những cái chiếc xe Cerato bản cũ. Thì mọi người cũng đánh giá là sau khoảng 2-3 năm thì những chiếc xe Cerato đấy và nội thất nó cũng không xuống cấp nhiều. Ngoài ra thì cũng có một cái chế độ vận hành mà em cũng khá là thích. Ở xe Kia thì nó có 3 cái chế độ vận hành. Và như mọi người có thể thấy là cái Eco này, Normal hoặc là Sport. Bình thường em di chuyển trong nội đô thì để cho tiết kiệm xăng thì em chọn chế độ Eco. Khi em đi trên cao tốc, nhiều lúc cần những sức mạnh của động cơ để mà vượt xe thì em sẽ chọn cái chế độ Sport. Nói okay. chung là cái chế độ vận hành nó cũng đáp ứng với cả cái nhu cầu, tùy vào cái nhu cầu theo địa hình của mình. Hả, anh cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m85. 1m85? Thế vậy thì một người cao 1m85 ngồi vào cái không gian hàng ghế sau của một chiếc xe như thế này thì bạn cảm thấy thế nào? Đầu tiên thì chắc là nói về cái điểm mà em thấy hơi khó chịu nhất là cái khoảng cách từ đầu em đến trần xe thì nó cũng không được cao. Mình thấy là còn khoảng 5cm đấy chứ. Vâng, nhưng mà nếu mà giả dụ xe đi một quãng đường sóc thì khả năng em bị đụng trần cũng khá là cao. Bên cạnh đó thì những cái điểm em rất là thích là cái không gian đầu gối khá là thoải mái. Em có thể co giãn chân một cách vừa phải. Tiện ích hàng ghế sau thì có bệ tì tay này, rồi điều hòa mình có thể tùy chỉnh được độ mạnh yếu cùng với cả cái sạc, cổng sạc thì cung cấp cho cái người ghế sau, người thân của em, di chuyển cùng với em có những cái tiện ích khá là thoải mái. Rồi có cả cái điều chỉnh độ cao của điều chỉnh độ cao của ghế tựa đầu, mọi người có thể tùy chỉnh. Nói chung rằng là hàng ghế sau thì tiện ích khá là vừa vặn. Và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu cảm nhận một số những cái khía cạnh về tính năng vận hành của chiếc xe này. Đầu tiên xin được hỏi Hà Anh, bạn đánh giá thế nào về khả năng cách âm của Kia K3 2021 này? Lúc mới lấy xe thì em cũng đã trải nghiệm thì phần lớn là ở cung đường đô thị. Thì em thấy rằng là với cái giải vận tốc thấp khoảng từ 0-50 km/h thì xe cách âm khá là tốt. Và cũng không có nhiều động cơ máy vào trong khoang cabin. Cũng như rằng là các cái cách âm môi trường bên ngoài thì theo em là khá là chấp nhận được. Lên đến giải vận tốc cao hơn thì em có đi trên cung đường vành đai 3 với giải vận tốc là khoảng từ 50-80 cây. Về mặt cách âm khoang máy với cả cabin vẫn rất tốt. Gần như là em cũng không nghe được tiếng máy nhiều. Dù cái phong tua máy cũng được đẩy lên từ 2.500 đến 3.000 vòng.
Tuy nhiên là bên cạnh đó thì những cái tiếng ồn ở gầm, cái tiếng ma sát giữa lốp với cả mặt đường dội lên trong khoang máy, cái đấy thì mình cũng không thể nào mà tránh khỏi được. Chưa kể là tiếng gió bên ngoài thì nó cũng rất là nhiều. Những cái lúc mà em đi những cái đường vận tốc cao như thế thì em có thể bật nhạc thì nó cũng át được tiếng ồn. Chúng tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bạn Hải Anh. Cảm ơn Hải Anh đã chia sẻ về vấn đề này. Và chúng tôi đã sử dụng thiết bị chuyên dùng ở tốc độ 50 km/h. Chỉ số độ ồn đo được là khoảng từ 61 đến 62 decibel. Ngoài ra khi mà lên đến tốc độ 100 km/h thì chỉ số độ ồn đo được là khoảng từ 67 đến 68 decibel. Như vậy là khả năng cách âm của Kia K3 ở mức gọi là khá trong phân khúc, chứ chưa thực sự là tốt. Đúng như chủ xe cảm nhận, tiếng ồn từ khoang động cơ được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên không thể tránh khỏi đó là một chiếc xe mà trang bị hệ thống sassi liền khối thì vẫn có cái tiếng ù đặc trưng vọng lên từ các hốc bánh xe. Và ngoài ra chiếc xe này chúng tôi không hiểu vì sao, vì lý do gì, vì kính hay là vì thiết kế ngoại thất mà có cái tiếng gió vọng vào khá là nhiều khi mà chạy ở tốc độ cao. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trao đổi về cảm nhận về hệ thống lái. Thì chiếc xe này khi mà di chuyển ở tốc độ thấp trong đô thị rất là trơn tru, cũng nhẹ nhàng, hệ thống lái cũng rất linh hoạt. Và khi mà di chuyển tốc độ cao trên xa lộ thì có thể bật sang chế độ Sport, cũng đầm chắc hơn. Tuy nhiên cảm nhận chung của chúng tôi đó là hệ thống lái của Kia K3 vẫn ở mức gọi là nhẹ nhàng, dành cho những người mà thích lái một cách thư thái hơn. Không biết là cảm nhận của Hải Anh thế nào? Em cũng có xem cái clip review về chiếc Kia Cerato của Tipcar thì cũng thấy được là cũng nhược điểm của cái dòng xe này là cái đánh lái nhiều lúc nó cũng sẽ không được chắc, đặc biệt là khi di chuyển ở cái vận tốc cao. Tuy rằng là khi em di chuyển chiếc xe này trong khoảng vận tốc là khoảng từ 50 đến 80 cây trên giờ thì thực ra thì thấy là chiếc xe nó cũng không đến nỗi là gọi là quá lỏng lẻo. Và mình vẫn có thể chủ động mà mình kiểm soát được cái vô lăng của mình. Bên cạnh đó thì khi di chuyển vận tốc cao thì thực sự là cũng khó tránh khỏi được việc là chiếc xe có đôi chút bồng bềnh. Hải Anh có hay dùng chế độ Sport khi mà di chuyển trên xa lộ không? Em chỉ sử dụng chế độ Sport khi em đi ngoại thành hoặc là đi cao tốc. Còn bình thường khi em di chuyển trong nội thành thì em sẽ để Normal hoặc là để Eco, để vào đó mình cũng tiết kiệm được xăng. Rồi bây giờ thì đến động cơ và hộp số đi. Thì Kia K3 là một chiếc xe mà có kích thước khá là lớn đấy. Nó là một chiếc xe mà kích thước ở trong phân khúc hạng C. Tuy nhiên động cơ và hộp số, đặc biệt là vấn đề động cơ đi, mới là động cơ 1.6, phiên bản này là 1.6, tức là tương đương với một chiếc xe hạng B. Và các thông số về công suất hay là sức kéo cũng gọi là ở mức khiêm tốn trong phân khúc. Thì không biết là Hải Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của động cơ này và nó có làm cho bạn cảm thấy thỏa mãn hay không? Với mục đích nhu cầu đi lại chủ yếu là ở trong đô thị thì thực sự là động cơ 1.6 này thì nó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của em. Một phần thêm vào đó thì nó cũng giúp em tiết kiệm chi phí về xăng. Khi thỉnh thoảng, ví dụ là lúc mà em có di chuyển sang ngoại thành thì em cũng khá là thư thái và mình cũng set cruise control. Việc mà cần một cái cảm giác lái mà nó thực sự là nó mạnh mẽ, nó bứt tốc thì thực sự là nó cũng, đối với em thì em cũng không có nhu cầu về cái cảm giác lái như vậy lắm. Và em cảm thấy rất là hài lòng với cái động cơ này. Nhưng mà bù lại thì hộp số tự động 6 cấp này làm việc cũng tốt đấy chứ? So với cả cái hộp số CVT thì em thấy rằng là cái hộp số 6 cấp này nó sẽ bứt tốc được tốt hơn so với cả hộp số CVT. Tựu chung lại thì em thấy rằng là cái hộp số này thì nó đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Thông thường thì những người tiêu dùng trẻ tuổi, ví dụ như ở lứa tuổi của Hải Anh chẳng hạn, thì thường là các bạn rất thích một chiếc xe mà thiên hướng thể thao, cái cảm giác lái vận hành thể thao và tương tự như vậy. Trong khi đó, chiếc xe này động cơ thì sức mạnh bình thường và chúng ta đang di chuyển trên đoạn đường hỗn hợp này thì thấy là hệ thống treo cũng thiên về cái sự mềm mại, chứ không phải là hệ thống treo thiên về hướng thể thao. Vậy thì không biết là cái đặc tính này nó có phù hợp với cái gu của Hải Anh không? Do đây là cái chiếc xe đầu tiên mà em sở hữu, một trong những khía cạnh mà em ưu tiên là khía cạnh về mặt chi phí. Như mọi người cũng biết là chi phí bảo dưỡng ở Kia thì cũng khá là vừa phải. Cũng như là chiếc xe này cũng chỉ sở hữu một cái động cơ 1.6, tiêu hao ít xăng hơn so với cả những cái xe mà động cơ 2.0. Bên cạnh đó thì do nhu cầu của mình là chủ yếu rằng là di chuyển trong đô thị, cho nên rằng là một cái chiếc xe mà có hệ thống treo êm ái thì nó cũng sẽ giúp cho mình có những cái êm ái hơn so với cả những chiếc xe mà sóc cứng.
đặc biệt là sau khi mình mà có một cái ngày làm việc mà nó khá là vất vả. Vâng, đó là quan điểm của bạn Hải Anh. Và nếu như quý vị, những ai mà đang tìm kiếm một chiếc xe mà dịu hiền, êm ái, chi phí vừa phải, không nhất thiết phải là quá mạnh mẽ hay là thể thao, thì chúng ta có thể chọn Kia K3 giống như lựa chọn của bạn Hải Anh. Và dĩ nhiên đó mới chỉ là quan điểm của bạn Hải Anh. Còn những vấn đề tiếp theo, ví dụ như là chi phí thay thế phụ tùng, chi phí sửa chữa như thế nào, chúng ta cùng theo dõi ở phần sau. Vâng, và bây giờ là đến một cái phần mà rất quan trọng, mà có lẽ tất cả những quý vị, những ai đang có nhu cầu mua xe đều sẽ quan tâm, đó chính là chi phí sử dụng. Đầu tiên xin được hỏi Hải Anh, sau một thời gian sử dụng ngắn ngủi thì bạn thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này như thế nào? Có đúng với cái kỳ vọng của mình không? Em cũng có thử tính toán từ cái lúc mà em lấy xe cho đến lúc mà em đổ xăng đầu tiên cho chiếc xe này. Thì với cái quãng đường chủ yếu là xung quanh khu vực nội đô và cao tốc thì cũng có đi vành đai 3, thì em tính trung bình là chiếc xe sẽ tiêu thụ khoảng 8,5 đến 9 lít 100 cây. Tạm thời thì với cái mức tiêu hao nhiên liệu này nó cũng hơi cao so với cả cái mong đợi của em. Tuy nhiên mong rằng là sau khi mà chiếc xe này đi hết road dye thì cái mức tiêu hao nhiên liệu này nó sẽ tốt hơn. Vâng, đó là chi phí nhiên liệu. Và bây giờ trên tay tôi đang cầm cái bảng giá của một số hạng mục phụ tùng thay thế có tần suất cao. Chúng ta thử tham khảo xem cái mức giá này thế nào. Ví dụ như là dây cu loa tổng có giá khoảng 370.000, lọc gió động cơ có giá khoảng 198.000, lọc gió điều hòa gần 300.000, lốc điều hòa khoảng 10 triệu đồng, giảm sóc trước khoảng 1.9 triệu, giảm sóc sau khoảng 1.500.000, bộ má phanh trước khoảng 1.480.000, má phanh sau khoảng 1.150.000, và thước lái điện, một cái chi tiết thường là rất đắt tiền trên một chiếc xe ô tô, có giá là 13.276.000. Và quý vị đánh giá sao về cái mức giá phụ tùng này? Chúng ta thử bình luận, thử chia sẻ quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành chương trình trải nghiệm chiếc xe Kia K3 phiên bản mới 2021 cùng với khách hàng. Tổng kết lại chương trình thì đây là một chiếc xe mà có thiết kế phải nói là rất bắt mắt, rất hấp dẫn. Không gian sử dụng rộng rãi, rất rộng. Trang bị tiện nghi thì ở mức đủ dùng. Trang bị an toàn ở mức cơ bản. Và hệ thống động lực thì có thể nói là ở mức độ trung bình vừa phải. Và dĩ nhiên với cái tầm giá này thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi nhiều hơn. Và dĩ nhiên là với cái trang bị như vậy, kích thước như vậy và tất cả những cái yếu tố mà nó hội tụ thì chúng tôi đánh giá rằng mức giá hơn 600 triệu đồng là hoàn toàn hợp lý. Dĩ nhiên đó mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.